Rồi bây giờ sức body nha, body này mùi là mùi dầu tơm luôn, thơm phức luôn, và chất làm trắng da này á nha, phải an toàn nha quý vị nha. Giá là 490.000, phải an toàn. Tại vì sao? Cái body của mình, thân thể này của mình, làm ơn xài đàng hoàng giùm em, giá của nó rất là hợp lý, 490.000. Và chất làm trắng da này là từ Nhật nha. Còn cái chai siêu là chất làm trắng da từ châu Âu. Đó. Rồi cái cây này là để quẹt quẹt vậy nha, chứ không phải để múc da ua ăn. Dạ, giá là 490.000 quý vị. Dạ, chào Lê Trang, chào Lai Trần, chào Lê Hải. Đó, một bộ của nó đây, mấy một hũ của nó đây. Đó, rồi. Quý vị ơi, tiếp tục nha. Xức vô cho quý vị coi. Hai cái tay nó khác nhau rõ ràng luôn. Đó. Và cái này là phân tử nước nha, cắt ẩm khủng khiếp luôn. Dạ. Kem nám hả chị? Kem nám là 1.800.000, hình như là được 1.800.000. 1.880.000 là được tặng mua thêm một cái gì nữa, mua một cái son cái gì nữa là được tặng quà rồi đó, được tặng nước hoa thử rồi đó bạn ơi. Đây, một tay là phân tử nước nha. Phân tử nước nha, cái này cắt nước khẩn cấp luôn. Bộ phay xài đã lắm trời đó, đây. Tay này đã sức rồi. À, tay này chưa sức, hai tay khác nhau quý vị thấy không? Đó, hai tay khác nhau nha. Tay này sức rồi, tay này chưa sức. Đó, quý vị thấy tay này chưa sức không? Tay này sức rồi, trắng sáng mịn ha. Cắt nước khẩn luôn, vừa mới sức vô là nó bọng nước lên luôn á quý vị nha. Đó, nó hay vừa cái chỗ đó đó. Có nghĩa là đây là phân tử nước, cắt nước kịp thời cho cái da của các bạn, mà cái da của bạn nó bị nhăn vậy nè. Đó, thấy không? Bây giờ mình sức cái này là mình mau trẻ.